Mỹ và Nhật Bản tập trận không quân chung với nhiều máy bay chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết bắt đầu từ chiều qua, ngày 5 tháng 11, lực lượng phòng vệ trên không Mỹ Nhật đã tiến hành các cuộc tập trận chung trên biển Hoa Đông, phía tây bắc đảo Kyushu, miền Nam Nhật Bản với sự tham gia của nhiều máy bay ném bom của cả hai nước. Trong đó, 5 máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản cùng với hai máy bay ném bom B-1 và hai máy bay chiến đấu F-16 của quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận chung. Trước đó, các máy bay ném bom B1 của quân đội Mỹ cũng đã tham gia cuộc tập trận chung với quân đội Hàn Quốc cùng ngày hôm qua. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định, cuộc tập trận chung được tiến hành nhằm đáp trả các động thái gần đây của Triều Tiên và thể hiện mức độ hợp tác chặt chẽ giữa hai đồng minh Nhật Mỹ. Triều Tiên gần đây đã phản ứng gay gắt trước các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc khi liên tiếp tiến hành các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo. Một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo theo AFP, thì Liên minh châu Âu EU ngày 5 tháng 11 và Liên minh châu Âu EU đã lên án đợt phóng tên lửa vừa qua. EU cho rằng đây là bước leo thang nguy hiểm của Triều Tiên, đặt ra đe dọa nghiêm trọng đối với tất cả các nước và phá hoại hòa bình, an ninh quốc tế và khu vực. Cụ thể, EU cũng lên án đợt phóng tên lửa vừa qua của Triều Tiên là trái phép, đồng thời kêu gọi phản ứng kiên quyết và thống nhất toàn cầu, trong đó có các biện pháp trừng phạt toàn diện của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng. Ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của khối đưa ra tuyên bố đánh giá việc Triều Tiên phóng số lượng tên lửa chưa từng có, bao gồm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và các tên lửa đạn đạo tầm ngắn vừa qua là bước leo thang nguy hiểm của Bình Nhưỡng, đặt ra đe dọa nghiêm trọng đối với tất cả các nước và phá hoại hòa bình, an ninh quốc tế và khu vực. Tuyên bố kêu gọi các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp dụng trừng phạt toàn diện nhằm ngăn cản Triều Tiên tập hợp nguyên liệu, kiến thức và tài chính hỗ trợ chương trình vũ khí trái phép của nước này. EU cũng khẳng định đoàn kết hoàn toàn với Nhật Bản và Hàn Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã đến Kiev để khẳng định cam kết ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine. Cùng ngày, Lầu Năm Góc công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra tại Mỹ và một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đã cảnh báo sẽ giảm bớt viện trợ ở Ukraine nếu đảng này giành quyền kiểm soát quốc hội. Tại cuộc thảo luận, hai bên đã trao đổi về sự trợ giúp quốc phòng của Mỹ cho Ukraine cũng như cách thức nhằm tăng cường năng lực bảo vệ các hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu của Kiev. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về hỗ trợ tài chính nhân đạo cho Ukraine và việc tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga. cố vấn Mỹ khẳng định Tổng thống Joe Biden cam kết sự hợp tác của Mỹ dưới bất cứ tình huống nào để duy trì nguồn viện trợ kinh tế, nhân đạo và an ninh cho Ukraine. Ông Sullivan cũng nhấn mạnh rằng ông tự tin sự hỗ trợ mà Mỹ dành cho Ukraine sẽ không lay chuyển và không do dự. Ngay trong ngày ông Sullivan thăm Kiev, lầu Năm Góc công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine. Trước đó cùng ngày, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Sullivan đã gặp tránh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak và hội đàm trực tuyến với tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine. Thưa quý vị, quân đội Nga được cho là đã lần đầu tiên sử dụng một UAV cảm tử Lancet để tấn công một tàu chiến của Ukraine. Thời gian và địa điểm chính thức của vụ tấn công này hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự cho rằng đây là đòn trả đũa của Nga sau vụ tập kích hạm đội Biển Đen mà Moscow cáo buộc Kiev là chủ mưu với sự hỗ trợ của các chuyên gia quân sự Anh. Trong video, tàu pháo Ukraina bị UAV trinh sát Nga theo dõi khi đang ở trạng thái đứng yên và xả nước từ mạn phải. Một UAV Lancet lao đến từ phía sau, đánh trúng vị trí bên trái buồng chỉ huy và cột radar của tàu pháo, tạo ra vụ nổ lớn. Truyền thông Nga cho biết, chiếc UAV Lancet trong video là phiên bản nâng cấp, được điều chỉnh về khí động học và mang được đầu nổ nặng tới 5 kg. Nga bắt đầu dùng UAV tự sát tập kích mục tiêu Ukraina từ tháng 9 một số chuyên gia phương Tây cho rằng điều này giúp cải thiện năng lực tấn công tầm xa chính xác trong bối cảnh Moscow đang cạn kiệt các loại vũ khí dẫn đường thông thường. Hiện quân đội Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý, Ukraine lo ngại rằng quân đội có thể mất quyền truy cập vào dịch vụ internet Starlink quan trọng mà công ty của tỷ phú Elon Musk cung cấp. Tuần qua, 1.300 vệ tinh Internet mà quân đội Ukraine sử dụng đã ngừng hoạt động. Tình trạng mất kết nối bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, ảnh hưởng tới 1.300 bộ thu phát Starlink mà Ukraine mua từ một công ty của Anh hồi tháng 3 để sử dụng cho hoạt động chiến đấu. Một nguồn tin cho biết tình trạng mất kết nối xảy ra gần đây là do thiếu kinh phí thanh toán dịch vụ và gây ra vấn đề lớn đối với quân đội Ukraine. SpaceX tính phí 2.500 đô la trên một tháng đối với mỗi thiết bị trong số 1.300 bộ thu phát nói trên. Tổng chi phí kết nối lên đến gần 20 triệu đô la Mỹ vào tháng 9. Nguồn tin cho biết Ukraine không còn khả năng thanh toán khoản phí này. Bộ Quốc phòng Ukraine đã đề nghị Bộ Quốc phòng Anh chu cấp chi phí hàng tháng nói trên, nhưng bị phía Anh từ chối vì ưu tiên cho những năng lực khác. Bên cạnh đó, thì một quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã có rất nhiều cuộc đàm phán diễn ra giữa Lầu Năm Góc và SpaceX. Ông cũng cho biết thêm là phía Mỹ sẵn sàng chi trả khoản phí trên cho công ty của Merck, đồng thời khẳng định Lầu Năm Góc muốn có cam kết bằng văn bản bởi lo ngại rằng ông chủ của đế chế Tesla sẽ thay đổi ý định. Bộ thu phát của hệ thống Starlink có kích thước nhỏ, dễ sử dụng và được ca ngợi là mạng lưới thông tin liên lạc giúp thay đổi cục diện chiến sự, cho phép quân đội Ukraine tác chiến và luôn trực tuyến dù mạng điện thoại di động và Internet mặt đất đã bị phá hủy. Hàng nghìn bộ thu phát Starlink do SpaceX, chính phủ Mỹ, Ukraine cùng các tổ chức chính phủ đặt mua giúp quân đội Ukraine duy trì liên lạc, tiếp nhận dữ liệu tình báo quan trọng và vận hành máy bay không người lái UAV ở những địa điểm không có kết nối mạng bảo mật. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đánh giá Ukraine có năng lực giành lại thành phố Kherson giữa lúc lực lượng Nga có dấu hiệu rút lui, trong khi Ukraine lo ngại bị mắc bẫy. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3 tháng 11 tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã đưa ra bình luận được cho là lạc quan nhất về cuộc phản công của Ukraine tại tỉnh Kherson ở miền Nam. Nhận xét của ông Austin chung với một quan chức chính quyền ở Kherson do Nga thiết lập nói rằng Moscow có khả năng sẽ rút quân khỏi bờ Tây sông Dnep, báo hiệu một cuộc rút lui quan trọng nếu được xác nhận. Trong khi đó, thì Ukraine cho biết họ vẫn đang chiến đấu trong khu vực và cảnh giác với việc lực lượng Nga cài bẫy ở Kherson qua những thông tin đánh lừa rằng họ đã rút đi. Trong phát biểu mới nhất, thì Bộ trưởng Austin không trả lời câu hỏi về việc liệu các lực lượng Nga có chuẩn bị rời đi hay không. Tuy nhiên, trong những bình luận có lẽ lạc quan nhất của mình về cuộc phản công của Ukraine, ông Austin bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng Ukraine đánh lùi các lực lượng nga Thủ phủ và cảng sông Khe Sơn của khu vực là thành phố lớn duy nhất mà Nga kiểm soát nguyên vẹn kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Khu vực mà người Ukraine đang tìm cách chiếm lại nằm ở bờ tây của con sông Dnieper, cũng bao gồm một bên của con đập khổng lồ bắc qua Dnieper, nơi kiểm soát nguồn nước ngọt cho Crimea, bán đảo mà Nga đã xác nhập từ năm 2014. Một quan chức phương Tây giấu tên đánh giá Nga đang có kế hoạch rút lui khỏi đầu cầu của họ ở phía tây sông sang phía đông, nơi họ có thể bảo vệ lực lượng của mình tốt hơn. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 11, quân đội Nga cho biết mỗi ngày họ sơ tán 5.000 người khỏi Khai Sơn, lãnh thổ của Ukraine đang bị Nga kiểm soát. Trong bối cảnh các lực lượng Ukraine đẩy mạnh phản công, tái chiếm lãnh thổ, Thông báo của quân đội Nga cho biết mỗi ngày quân đội vận chuyển tới 1.200 phương tiện dân sự, cả xe tải và ô tô, cũng như hơn 5.000 thường dân đến bờ trái của sông Dnieper. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết thường dân cần được đưa khỏi Khe Sơn trước đà tiến công của Ukraine từ giữa tháng 10 đến nay. Lãnh đạo chính quyền thân nga ở Khe Sơn cho biết họ đã giúp hàng chục ngàn người trong vùng đi sơ tán và thề sẽ biến thành phố Khe Sơn thành một pháo đài. Trong đó thì có nhiều nguồn tin từ các quan chức phương Tây nói rằng quân đội nga đang rời thành phố Khe Sơn báo hiệu một cuộc rút quân lớn của nga. Thay vì cố gắng nắm quyền kiểm soát thành phố, thì họ cho biết quân đội nga đang xây dựng các vị trí phòng thủ ở phía bên kia sông Doniep như một phần trong kế hoạch lớn hơn của Nga nhằm thiết lập các tuyến phòng thủ mạnh hơn ở khắp miền Nam và miền Đông Ukraine trước khi mùa đông đến. Thành phố Khe Sơn thủ phủ tỉnh Khe Sơn là thành phố lớn duy nhất mà Nga chiếm được nguyên vẹn kể từ khi bắt đầu tấn công vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2.